chỉ thay đổi được cái màu thôi. Thế là Poland Food quảng này không biết mua màu nào. Thế là thấy mình cảm thán, thế là chắc anh em mạng có chuyển lời đến anh em VinFast này mới gọi điện vào. Thế Quang mới mang xe đến à, thôi anh mình đi thử đi. Thế là hôm đấy mình đi thử, thấy thích, đi một vòng hai anh em ngồi xong cũng lựa lờ cũng xem ghế trước ghế sau. Đấy xong rồi đúng bảo, thế bảo thôi bây giờ phải mua một cái. Nhưng mà lúc đầu là định làm xe mà theo cái mong muốn của mình là có một số các cái thay đổi về mặt chi tiết thôi, chứ không phải thay đổi mặt kết cấu hay gì cả. Nhưng mà thực ra là mỗi cái công ty kinh doanh ô tô ấy, người ta sẽ có cái triết lý sản xuất khác nhau. Mình thì cứ áp đặt cái câu chuyện của bespoke vào một cái dòng xe mà cho đại chúng thì nó lại rất là khó, vì nó phải thay đổi cả một cái dây chuyền. Thế là Quang cũng rất là chiều và thôi thế anh để em về em trao đổi lại. Thì sau một thời gian thì bảo như thế, làm thế một cái xe của anh thì nó phức tạp quá. Thì mình nghĩ mà tại sao mình lại gây khó cho người ta trong khi một cái mình đang thích. Thế bảo thế thôi ông chọn cho tôi một cái nào để tôi đi, mà thế bảo anh thích màu gì, bảo thích màu đen cả nội thất này. Thế là sau khi xong là xong thôi. Cũng thấy cái trải nghiệm của anh thấy nó như là về các thứ độ ồn, chống ồn, thì là mọi người thì bảo là cái này chống ồn thì là rất là tốt. Thực ra mình phải nói thật rằng là nếu mà nói thành thật thì mình chưa có đủ cái thời gian trải nghiệm đủ lâu. Trải nghiệm ban đầu. Để tình yêu xét đánh. Để mà nói rằng là nó thế nào. Chắc là để câu hỏi đấy mà trả lời chính xác thì chắc khoảng tháng. Bởi vì chúng ta sử dụng ô tô trong rất là nhiều môi trường hoàn cảnh khác nhau đúng không? Nhưng mà cái đấy thực ra không quan trọng. Bây giờ mình bảo là độ ồn hay êm ái hay cái đấy nó đâu còn quan trọng nữa, bởi vì sao? Cái mặt bằng sản xuất kinh doanh ô tô hiện tại, sản xuất ô tô hiện tại bây giờ ấy, là nó được chia ra rồi. Và nó ở phân khúc nào thì cái tiêu chuẩn nó đã đạt ở phân khúc đấy rồi. Chúng ta cũng không phải băn khoăn điều đấy đâu chị ạ. Đấy là sự thật, là chỉ có cái là sao mà để cho người tiêu dùng tiếp cận được nhiều hơn, để người ta trải nghiệm nhiều hơn thôi. Chứ còn bây giờ bảo là anh thấy cái xe này nó có êm không, hay là nó có chống ồn, có tốt hay không, nó nằm ở trong phân khúc đấy, đương nhiên nó phải đạt được cái mức độ tiêu chuẩn đó. Chúng ta không cần bàn cãi về cái đấy. Đâu thật sự là mình mua VinFast đầu tiên nó không phải là vì tình yêu xe đánh, và mình yêu Việt Nam. Đấy là phải nói rất thật. Trước đây có Vinasuki, nhưng đấy không là một cái dòng xe thương mại cho mọi người có thể sử dụng. Cái giấc mơ mà chúng ta làm ô tô nó đã quá lâu rồi, quá nhiều người mong mỏi cái điều đấy rồi. Và khi VinFast làm ra ba cái bản xe thương mại là Lux SA, cái kia là Lux đúng không? Lux A và cái Fadi, thì rõ ràng là bao nhiêu người cảm thấy được sung sướng, chứ không phải chỉ là người VinFast. Và mình mua cái đầu tiên đấy là vì sao? Là tự nhiên trong con người mình nó thôi thúc lên rằng là phải mua. Đúng. Tại sao mình lại không có một cái xe mà do những công ty của Việt Nam, những con người của Việt Nam làm ra? Đấy là một điều không thể đối với mình, mặc dù mình có nhiều ô tô. Đấy là nói thật. Còn cái để thuyết phục hơn nữa, đầu tiên đấy là cái lý do đấy. Cái thuyết phục hơn nữa là sau khi mà nhìn thấy cái gọi là cái ứng xử của VinFast đối với cộng đồng bằng cái hình thức rằng là đưa ra một loạt các cái mẫu thiết kế và để cho mọi người bình chọn. Đấy là gì? Đấy là sự tôn trọng khách hàng. Người ta có thể nói đấy là một chiêu marketing, nhưng mà mình nhìn thấy đấy gì? Đấy là chiêu tôn trọng khách hàng. Bởi vì cuối cùng là cái mẫu xe đấy khi cộng đồng chọn xong thì VinFast sẽ tinh chỉnh cái thiết kế lên cho đẹp hơn, chứ không còn là trong cái 10 cái mẫu nữa, đúng không? Thì rõ ràng đấy là cái thái độ nó rất là quan trọng. Và cái thái độ đấy khi mà tôn trọng người tiêu dùng như vậy thì rõ ràng là ta phải có. Và hiện tại như hôm nay nhìn cái mẫu xe này, mình chỉ thích là cao rồi, rõ ràng rất đẹp, rất là đẹp. Mình không nói về gọi là so sánh với các hãng xe khác nhé, nhưng mà với tầm giá tiền ấy, cũng có thể mình không phải là người của một xu hướng chung, nhưng mà nếu tầm giá tiền ấy, mình chọn VinFast.